4.2 lít V8 A8L bản mới hơn. Lần trước tôi cũng có quay một bản A8L, các bạn có thể ấn lên trên phần kia để xem. Đây là chiếc bản mới hơn, trông rất sang trọng. Cái bệ tì tay, ghế da thì có vẻ đã bị mòn rồi. Cửa sổ trời panorama. Bên trong nội thất trông vẫn khá là modern, trông vẫn khá là hiện đại. Ghế da thì đương nhiên là ngồi lâu cũng đã bị bóng rồi. Lại bên trong kia thì có chiếc SC430. Đây, đằng trước trông rất là đẹp luôn. Rất thích đằng trước của con này. Tôi rất thích cái bản đời này. A8 thì hầu như bản nào cũng đời nào cũng đẹp hết. Trông rất là lịch lãm và trông nó khỏe khoắn. Trông nó rất là gentleman. Bản nào tôi cũng thấy đẹp hết, đời nào cũng đẹp. A8 là như thế. Volkswagen là cái thiết kế của nó là nó rất là, nó có cái cảm giác là nó đơn giản nhưng mà nó lại rất là nó trường tồn. Cái design nó trường tồn theo thời gian, nhìn càng lâu nó không bị sán. Ốp gỗ phần trên thì có vẻ là trông hơi cũ rồi nhưng mà phần dưới trông vẫn rất là đẹp. Mâm con này phải 20 inch. Mâm P0 này. Lốp là nó không đề à? Đây hình như nó ở bên cạnh này. Cũng không thấy. Fuck. Ah shit. R19. 19 inch. Đằng sau vẫn đẹp. Con này ngồi rất là rộng. Đây con này bản long wheelbase, bản trục cơ sở dài. Ống xà kép và viền mạ côm trông rất là đẹp. Con này trông nó vẫn đẹp. Này gần phải 10 tuổi thôi. Hơn 10 tuổi thôi nhưng mà nó vẫn đẹp, rất đẹp. Ống xả đấy như lúc đầu là ống xả màu chrome nhưng mà người ta sơn lại. 4.2 V8. Cũng giống con trước là con này là V8. Con cũ hơn hôm trước tôi quay cũng ở Eco Park. Con đấy là khoảng 2008 hay sao ấy. Okay, cảm ơn các bạn đã xem. Subscribe.